cảm ơn tạo hóa đã mang đến hành tinh này những khu rừng, nơi ẩn chứa nhiều kiệt tác cũng như sự kỳ thú mà con người chưa thể khám phá hết. Bí mật về loài chim có thể bay lùi duy nhất trên hành tinh. Chim ruồi, họ Trochilidae, là nhóm chim nhỏ nhất thế giới, nổi bật với khả năng bay lơ lửng và bay lùi, cùng tốc độ vỗ cánh cực kỳ nhanh. Chúng phân bộ chủ yếu ở châu Mỹ, từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, với số lượng loài phong phú nhất tập trung ở khu vực nhiệt đới. Chim ruồi không chỉ thu hút sự chú ý bởi màu sắc rực rỡ của bộ lông, mà còn bởi vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đặc biệt là trong quá trình thụ phấn cho nhiều loài thực vật. Chim ruồi thuộc bộ Apodiformes, họ Trochilidae, với hơn 300 loài khác nhau, phân bổ khắp châu Mỹ. Các loài chim ruồi được tìm thấy từ Alaska đến vùng phía nam của Chile, nhưng phổ biến nhất ở các khu rừng mưa nhiệt đới của Trung Mỹ và Nam Mỹ, đặc biệt là ở dãy Andes. Chim ruồi có kích thước rất nhỏ, thường từ 5 đến 20cm và cân nặng dao động từ 2 đến 20g. Với loài nhỏ nhất là P. hummingbird, chim ruồi ong ở Cuba, có chiều dài nhỏ hơn 6cm, nặng khoảng 1,6g. Chúng có một số đặc điểm nổi bật như sau. Mỏ dài và nhọn, được thiết kế để hút mật hoa. Mỏ của chim ruồi có thể dài gấp đôi chiều dài đầu của chúng, với cấu trúc bên trong linh hoạt để hút mật nhanh chóng. Cánh. Cánh của chim ruồi dài, hẹp và đặc biệt linh hoạt. Cấu trúc này cho phép chim ruồi có khả năng vỗ cánh lên đến 50, thậm chí 80 lần trên một giây, giúp chúng bay lơ lửng và di chuyển theo mọi hướng, bao gồm cả bay lùi. Lông. Lông của chim ruồi thường có màu sắc rực rỡ và lấp lánh như kim loại, phản chiếu ánh sáng dưới nhiều góc độ. Chim trống thường có màu sắc nổi bật hơn chim mái để thu hút bạn tình. Chim ruồi có một trong những hệ trao đổi chất nhanh nhất trong thế giới động vật, giúp chúng duy trì được khả năng bay nhanh và mạnh mẽ. Nhịp tim của chim ruồi có thể lên đến 1.260 nhịp trên một phút, và tốc độ hô hấp khoảng 250 lần trên một phút khi đang bay. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao, chim ruồi phải ăn lượng lớn thức ăn, thường là mật hoa mỗi ngày. Một số loài chim ruồi có thể tiêu thụ lượng thức ăn tương đương gấp đôi trọng lượng cơ thể của chúng mỗi ngày. Chế độ ăn. Mặc dù chim ruồi nổi tiếng với khả năng hút mật hoa, chúng cũng ăn côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi và nhện để bổ sung protein. Chim ruồi sử dụng chiếc lưỡi dài và mỏng để hút mật từ những bông hoa sâu mà các loài chim khác không thể với tới. Vai trò thụ phấn. Trong quá trình hút mật, chim ruồi vô tình vận chuyển phấn hoa từ hoa này sang hoa khác, đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho nhiều loài thực vật. Điều này đặc biệt quan trọng ở các khu vực nhiệt đới, nơi mà nhiều loài cây phụ thuộc vào chim ruồi để duy trì sinh sản.
hành vi bay. Khả năng bay lơ lửng và bay lùi là một trong những hành vi đặc trưng nhất của chim ruồi, giúp chúng dễ dàng tiếp cận các bông hoa ở những nơi khó tiếp cận. Ngoài ra, tốc độ bay của chim ruồi cũng rất ấn tượng, có thể đạt đến 50 km trên một giờ trong các cuộc săn mồi hoặc khi thoát khỏi kẻ thù. Tập tính sinh sản. Chim ruồi thường không có tập tính sống thành đàn mà thường sống đơn lẻ. Chim mái chịu trách nhiệm xây tổ, ấp trứng và chăm sóc chim non. Tổ của chim ruồi thường được làm từ rêu, cỏ khô và mạng nhện, có kích thước rất nhỏ, đôi khi chỉ bằng một chiếc thìa. Trứng của chim ruồi có kích thước khoảng 1 cm và mỗi lứa thường có từ 1 đến 3 trứng. Sau khoảng từ 14 đến 23 ngày ấp trứng, chim non sẽ nở. Chim ruồi có khả năng thích nghi cao với môi trường sống. Chúng có thể sinh sống từ những khu vực rừng nhiệt đới ẩm ướt cho đến các vùng sa mạc khô cằn. Để sống sót qua đêm hoặc trong điều kiện thiếu thức ăn, chim ruồi có khả năng rơi vào trạng thái torpor, giảm hoạt động và nhiệt độ cơ thể, tương tự như ngủ đông, giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. Bee, hummingbird, là loài chim nhỏ nhất thế giới, chỉ xuất hiện ở Cuba. Kích thước chỉ khoảng từ 5 đến 6 cm, nặng chưa đến 2 gram. Ruby-throated hummingbird phổ biến ở Bắc Mỹ với đặc điểm nổi bật là phần cổ họng có màu đỏ rực. Andean hillstar là loài chim ruồi đặc trưng sống ở độ cao trên 4.000 mét tại dãy Andes. Mặc dù nhiều loài chim ruồi có phạm vi phân bổ rộng, nhưng sự mất môi trường sống do nạn phá rừng và biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn tại của một số loài. Chim ruồi cũng phải đối mặt với các mối đe dọa từ việc săn bắn và thương mại bất hợp pháp. Một số tổ chức bảo tồn quốc tế như BirdLife International và IUCN đang thực hiện các chương trình bảo vệ những loài chim này thông qua việc bảo tồn môi trường sống tự nhiên và khuyến khích phát triển các vườn hoa giúp thu hút chim ruồi. Chim ruồi là loài chim nhỏ bé nhưng vô cùng độc đáo, với những đặc điểm sinh học và sinh thái đặc biệt. Khả năng bay linh hoạt và tốc độ trao đổi chất cao giúp chúng sống sót trong nhiều môi trường khắc nghiệt, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho thực vật. Việc bảo vệ chim ruồi và môi trường sống của chúng là cần thiết để duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn các hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên toàn thế giới. Hiện nay, các khu vườn tư nhân tại Cuba đang trở thành thiên đường cho loài chim này. Điển hình là khu vườn của Bernabe Hernandez, một cư dân 75 tuổi ở Paupite, khu vực phía nam của đất nước. Khu vườn mở cửa đón khách du lịch vào năm 2003 và hiện được gọi là ngôi nhà của những chú chim ruồi, nổi tiếng với sự đa dạng của các loài chim, với hơn 175 loài,
đã hỗ trợ Hernandez trong việc chăm sóc và bảo vệ loài chim này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mời các bạn nhấn subscribe, đăng ký kênh và bật thông báo để chúng ta có thể gặp nhau trong những chủ đề tiếp theo. Yeah, Baba, oh.